Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Top Kiến Thức. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cái cách để chúng ta có thể tạo ra một cái mục lục hay là cái phần tóm tắt nội dung giống như thế này ở trên các cái bài viết website của mình một cách nhanh chóng chính xác nhất. Và video hướng dẫn này được hướng dẫn sử dụng ở trên nền tảng của WordPress các bạn nhé. Để làm được điều này, trước tiên là bạn cần phải đăng nhập vào một cái website của chúng ta. Và đây là giao diện của website của chúng ta. Để tạo ra được một cái mục lục giống như các bạn đang thấy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái plugin rất là quen thuộc thôi. Các bạn muốn cài thêm plugin thì các bạn kéo xuống nhìn ở phía bên tay trái của màn hình của chúng ta này, các bạn sẽ nhìn thấy một mục là plugin. Vẫn giống như mọi khi thì đây là một cái website mà tôi đang đi mượn cho nên là tôi chưa có chỉnh sửa nhiều. Tiện thế thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thôi. Nên là các bạn đừng thắc mắc là tại sao tôi không cập nhật nhé. Ở phần này thì bạn sẽ nhấp vào phần cài mới ngay bên cạnh chữ plugin này. Trong phần cài mới của chúng ta thì bạn sẽ tìm kiếm cho tôi một cái plugin là Table of Content Plus. Content thôi. Plus thì nó sẽ tính sau nhá. Đây. Bạn sẽ nhìn thấy ngay ở đây có một cái là Table of Content Plus này. Đây chính là cái plugin của chúng ta. Bạn thấy không ạ? Một plugin giúp cho chúng ta tạo ra một cái mục lục. Và bạn sẽ tiến hành cài đặt cái plugin này bằng cách là nhấp vào phần cài đặt. Quá trình cài đặt plugin nó sẽ mất một chút thời gian. Sau khi bạn cài đặt xong, bạn sẽ nhấp vào phần kích hoạt. Sau đó, bạn vào thử cái website của chúng ta để chúng ta vào một bài viết bất kỳ kiểm tra thử này. Ở trong phần này, bạn vẫn chưa thấy bất kỳ một cái mục lục nào thì bạn sẽ tiến hành bắt đầu thiết lập cái mục lục dành cho plugin của chúng ta. Thì để thiết lập cái plugin ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy này, phần Table of Content Plus của chúng ta sẽ không có phần cài đặt mà các bạn sẽ nhìn xuống ở bên dưới của chúng ta, trong mục cài đặt ở đây bạn sẽ thấy có một cái là tóc cộng, bạn nhấp vào. Trong này chúng ta sẽ thiết lập một số các thuộc tính cơ bản dành cho cái plugin của mình. Trước hết là mục position, tức là chúng ta muốn hiển thị cái mục lục của chúng ta ở đâu. Thì trong này chúng ta sẽ có một số cái này, before first này, after first này, top bottom. Thì thông thường chúng ta sẽ lựa chọn là hiển thị ngay sau cái heading, tức là cái tiêu đề của chúng ta. Chọn mặc định như vậy. Cái thứ hai là chúng ta muốn hiển thị mục lục cho cái gì thì ở đây chúng ta thường là chọn là post, tức là bài viết. Đó. Cái thứ ba là cái phần tên của cái mục lục của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như là mục lục của bài viết chẳng hạn, hoặc là nội dung của bài viết chẳng hạn. Các bạn đặt cái gì cũng được. Một số cái thuộc tính khác thì bạn có thể xem ở phần bên dưới của chúng ta. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là nó cũng không quan trọng đâu. Tiếp theo là về phần phông size thì cái này là kích thước của phông chữ thôi. Phần presentation thì là một cái hiển thị dạng giao diện. Tức là bạn muốn chọn mẫu giao diện nào, ví dụ như là nền trắng chữ xanh hay là nền đen chữ xanh. Đó, bạn có thể chọn một cái bất kỳ. Sau đó thì bạn sẽ nhấp vào phần Advanced. Ở trong này có một mục rất là quan trọng, tức là chúng ta muốn hiển thị bao nhiêu cái dòng hay là bao nhiêu cái nội dung ở trên phần mục lục của mình. Ở trong này nó có lựa chọn là hiển thị Head 1, Head 2, Head 3, Head 4, Head 5, Head 6. Thì bạn muốn hiển thị bao nhiêu cái header thì bạn sẽ chọn bấy nhiêu. Chẳng hạn như tôi chỉ muốn hiển thị đến Head 4 thôi, hoặc là Head 3 thôi thì tôi sẽ chọn như thế này và sẽ nhấp vào phần Update Option. Đó. Bạn vào lại phần bài viết, nhấn F5 để kiểm tra này. Lúc này bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ có một cái mục lục của bài viết hiển thị ngay ở phía trên này, bao gồm ba loại thẻ. Bao gồm hai loại thẻ là thẻ Head 2 và thẻ Head 3. Đó. Để tôi xem ở đây nó có thẻ Head 4 hay không. Trong trường hợp tôi để sang thẻ Head 4 nhé. Head 4 đi. nhấn update. Thì lúc này bạn sẽ nhìn này, chúng ta đang có hai mục như này, và chúng ta loát lại trang một cái thì chúng ta sẽ có thêm một cái mục thẻ H4 ở bên trong như này, được chưa nào? Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một số cái thiết lập liên quan đến cấp độ của các cái mục lục của chúng ta nữa. Đó là phần sâu này. Chỗ này thì bạn có thể chọn vào đây để tắt nó đi nếu như trong trường hợp bạn không muốn nó phân thành từng cấp. Thông thường thì chúng ta nên để nó lại nhé. Nhấn kiểm tra này. Đó thì nó sẽ không có cái cấp nào cả. Còn trong trường hợp mà bạn chọn lại vào đây, thì nó sẽ phân cấp cho cái nội dung của chúng ta. Bạn cũng có thể điểm qua một chút ở cái phần sitemap của mình. Nhấn vào đây này, các bạn thiết lập đầy đủ các mục, ví dụ như là show page listing này, show category listing này, và cái phần heading type thì các bạn để là 3 nhé. Các bạn cứ để mặc định như vậy thôi, không có cập nhật bất cứ một cái vấn đề gì cả. Thì chúng ta có thể tạo ra được một cái mục lục giống như các bạn đang thấy ở trên màn hình của mình. Và như vậy thì tôi vừa cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể tạo ra một cái mục lục dành cho bài viết một cách nhanh chóng, hiệu quả bằng plugin Table of Content Plus, được chưa nào? Bạn cũng có thể sử dụng một số cái plugin khác, tuy nhiên thì trong quá trình mà tôi làm việc với WordPress thì tôi thấy rằng đây là một cái plugin cực kỳ hiệu quả rồi. Nếu như bạn thấy video này hữu ích, bạn đừng quên cho video này một like, ấn nút share để chia sẻ video đến với bạn bè của mình. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh Top Kiến Thức thì bạn đừng quên ấn nút subscribe kênh, bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới nhất trên kênh, cũng như là tạo ra cái động lực cho tôi có thể tạo ra những cái video mới hay hơn, hấp dẫn hơn gửi tới tất cả các bạn. Trong trường hợp bạn thấy video này cần cải thiện về vấn đề gì thì bạn đừng ngần ngại để lại ở phần bình luận của video những ý kiến đóng góp tâm huyết nhất của bạn. Tôi sẽ đọc và tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp đó của bạn để có thể ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.